Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel, Hùng Review đây. Ngày hôm qua thì Apple đã chính thức cho ra mắt phiên bản iOS mới mà được anh em chờ đón rất là nhiều. Đó là iOS 15 các bạn ạ. Và thực sự thì mình rất là hóng phiên bản iOS 15. Nhưng đối với cá nhân mình thì mình không dám up những phiên bản beta. Thế nên là mình phải đợi tới ngày hôm nay thì mới dám update lên và cũng như là trải nghiệm cho các bạn. Và sau khi trải nghiệm phiên bản iOS 15 này thì thực sự phải nói rằng là có những cái tính năng nó update cực kỳ hay ho. Và nếu bạn nào muốn có được nhiều trải nghiệm thì các bạn hãy lên ngay cái phiên bản iOS 15 này nhé. Không hẳn là iOS 15 đâu, mà kể cả là những dòng iPad thì chúng ta cũng sẽ có luôn cái tính năng là iPadOS 15 và đầy đủ tính năng như iPhone. Thế nên là nếu bạn nào đã dùng iPad muốn trải nghiệm thì cứ lên ngay cho mình nhé. Và nếu bạn nào mà chưa có iPhone cũng như là chưa có iPad để trải nghiệm iOS 15 thì làm sao bây giờ? Mua iPhone, mua iPad chứ làm sao nữa. Nếu bạn nào mà đang quan tâm về iPhone 11, iPhone 12 và iPhone 13 series hay là những dòng iPad với mức giá tốt nhất thì có thể tham khảo ngay tại cửa hàng Sephonet thông qua đường link ở phần mô tả video này nhé. Tại vì hiện tại đang có chương trình đặt sớm iPhone 13 cũng như là những sản phẩm iPad mới, mức giá thì cực kỳ là thơm cho anh em. Và bây giờ thì bắt đầu đến với 8 tính năng cực kỳ hay ho trên iPadOS cũng như là iOS 15 thôi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thứ hay ho đang có trên phiên bản iOS 15 này và các bạn nên trải nghiệm nhá. Rồi, cái tính năng đầu tiên, một trong những tính năng mà mình thấy rằng là gần như tất cả các YouTuber bây giờ chưa ai nhắc đến, đó là tính năng nghe. Tại sao tính năng nghe lại mình lại thêm vào trong cái video này là một tính năng hay của iOS 15 thì mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu nhé. Cái tính năng nghe này thì nó sẽ nằm trong cái phần thanh thông báo trạng thái. Các bạn có thể vào trong phần cài đặt nâng cao và bật nó lên, thêm nó vào trong thông báo trạng thái nhé. Đó, và trong cái tính năng nghe này nó có một cái thứ mà mình nghĩ rằng là nó rất là đáng đồng tiền bát gạo. Trước khi đi ngủ các bạn thường nghe những bài nhạc trắng đúng không? Những bài nhạc để dễ ngủ hơn đúng không? Hoặc là giúp người ta tập trung, chúng ta thường nghe tiếng mưa rơi, tiếng lửa vân vân. Thì với cái tính năng nghe này, Apple đã tích hợp cái đó vào trong ứng dụng mặc định của máy luôn rồi. Và các bạn muốn nghe bất kỳ loại nhạc nào, các bạn chỉ việc vào tính năng nghe này, các bạn điều chỉnh âm lượng. Và âm lượng của cái tính năng nghe này nó khác hoàn toàn với âm lượng ở ngoài, nên là không ảnh hưởng gì hết, các bạn thấy chưa? Và cái tính năng nghe này thì có rất là nhiều loại tiếng ồn khác nhau. Ví dụ như là tiếng ồn cân bằng này, rồi tiếng ồn sáng này, tiếng ồn tối này, tiếng đại dương này, tiếng mưa này, tiếng suối này, vân vân. Đó là một số tiếng đang có mặc định trên cái sản phẩm này thôi. Và mình nghĩ rằng tương lai chắc chắn là tính năng nghe này sẽ được update thêm nhiều thứ tiếng khác, hoặc là sẽ có những cái app hỗ trợ thêm nhiều phần tính năng nghe này. Và mình thấy đây là một trong những tính năng cực kỳ hay ho và cực kỳ ăn tiền trên cái phiên bản iOS 15. Tại vì không có quảng cáo, các bạn chỉ việc vào một phát là bật luôn. Rồi, và như mình đã nói rồi là tính năng nghe này phục vụ cho mục đích đi ngủ hay tập trung hoặc là làm việc chơi game gì đó. Thì cái tính năng tiếp theo mà mình nói cho các bạn đó chính là tính năng tập trung. Thì tập trung các bạn, đó chính xác là hơn là cái tính năng không làm phiền trước đây. Nhưng mà với tính năng không làm phiền của nhà Apple thì đã lên một cái level mới rồi. Đó, tính năng tập trung này thì nó sẽ nằm trong thanh thông báo trạng thái. Các bạn sẽ gạt xuống và có thể lựa chọn ở đây. Đó, ngoài ra nhé, nếu các bạn muốn vào từ cài đặt thì các bạn có thể là vào cài đặt này. Sau đó các bạn sẽ tìm đến cái mục tập trung, chính là cái mục không làm phiền được các bạn. Ở đây các bạn sẽ có thể là tối ưu hóa cái phần không làm phiền này theo các chế độ khác nhau. Ví dụ như là cá nhân, làm việc, đi ngủ hoặc là chơi trò chơi chẳng hạn. Và với cái tính năng không làm phiền thì chúng ta có những cái thứ hay ho ở đây. Ví dụ như là người, bạn sẽ cho phép ai nhắn tin này, ai gọi điện này, hoặc là ai có thể là làm phiền chúng ta lúc mà đang chơi game gọi điện. Thì các bạn có thể thêm vào đây, rồi thêm số điện thoại. Ví dụ như là trong những lúc như này, mẹ có thể liên lạc được cho chúng ta, người yêu có thể liên lạc được cho chúng ta, hoặc là ai đó trong trường hợp khẩn cấp thì các bạn có thể thêm vào đây. Hoặc là ứng dụng nào được phép thông báo, các bạn có thể thêm vào đây. Và những cái ứng dụng không nằm trong danh sách và những người dùng không nằm trong danh sách thì sẽ không có thông báo. Như vậy thì nó sẽ giúp cho cái quá trình mà chúng ta tập trung làm việc hay là chơi game trở nên tốt hơn. Đó, bây giờ thì mình sẽ test thử cái tính năng không làm phiền khi mà chúng ta chơi trò chơi, hoặc là khi mà một số chế độ ở đây cho bạn xem nhé. Rồi, để mình nhờ thằng bạn mình nhắn tin qua trước này, để cho nó hiện thông báo cho bạn xem nhé. Đó, các bạn thấy không? Là khi chúng ta không bật tính năng không làm phiền, tin nhắn sẽ hiện ở đây. Và nó sẽ hơi khó chịu khi mà chúng ta chơi game, đặc biệt là khi anh em đang combat PUBG rất là căng đúng không? Tự nhiên có một vài thông báo đến, mít cái chết luôn, cực kỳ là cay. Còn khi chúng ta bật cái tính năng gọi là chơi game, chơi trò chơi hoặc làm việc cá nhân lên thì cho dù thằng bạn mình có nhắn cả chục tin nhắn hoặc thậm chí là gọi điện thì cũng không có ảnh hưởng gì cả. Và mình thấy rằng là đây là một trong những tính năng cực kỳ hay. Nó vẫn đang nhắn tin đấy các bạn. Mình tắt cái tính năng này đi thì nó sẽ nhận được tin nhắn từ nó này. Đấy, các bạn thấy không? Cực kỳ là hay ho luôn.
Và đây là một trong những tính năng mà cực kỳ đáng tiền. Nhưng mà rất tiếc là cái chế độ gaming, chế độ chơi trò chơi của nhà Apple nó còn hơi thiếu ở một điểm là vẫn vuốt được thanh thông báo trạng thái, vẫn vuốt được phím home. Nên là nếu mà Apple khắc phục được cái điều này thì chắc chắn đây có thể gọi là tính năng gaming của những chiếc điện thoại iPhone luôn. Quá ăn tiền. Rồi, cái tính năng thứ 3 mình thấy cũng khá là hay, đó chính là thông báo. Thì bây giờ cái phần thông báo của iPhone nó đã sắp xếp một cách gọi là gọn gàng hơn và nó đã làm một cách hay ho hơn. Ví dụ như tin nhắn chẳng hạn, nó sẽ cho các bạn xem trước được một vài cái thông tin tin nhắn chính đó. Rồi các bạn có muốn xem hay không thì bạn sẽ ấn vào, nó sẽ hiển thị tất cả mọi thông tin ứng dụng ở đây. Rồi thêm một cái nữa này, ví dụ như là những cái ứng dụng bên dưới như là kỷ niệm Đà Lạt Nha Trang gì đó thì nó sẽ hiển thị một vài thông tin nho nhỏ để cho các bạn có thể xem lại hay không, hoặc là những thông báo từ app ứng dụng gì đó chẳng hạn thì nó sẽ không hiển thị full mà nó sẽ hiển thị gọi là tóm tắt để cho các bạn có được một cái trải nghiệm sử dụng là tốt nhất, không bị làm phiền bởi quá nhiều thông báo ứng dụng khác nhau. Rồi, đó cũng là một trong những tính năng mà mình thấy đang cực kỳ hay khi mà chúng ta sử dụng chiếc iPhone với iOS 15 này. Và một cái tính năng nữa mà mình thấy rằng là cũng cực kỳ hay ho, đó chính là tính năng scan văn bản. Với tính năng scan văn bản này, các bạn sẽ vào cho mình cái phần cài đặt chung và các bạn sẽ kéo đến phần ngôn ngữ vùng, các bạn bật văn bản trực tiếp lên và bây giờ chúng ta có thể là dùng nó được ở trong cái phần camera. Với tính năng scan văn bản này thì cứ bất cứ một cái văn bản gì hiện trước mặt của cái điện thoại iPhone, ví dụ như ở đây, các bạn thấy không? Đấy, thì nó sẽ ngay lập tức nhận diện, đây, nhận diện text này. Hiện tại là do cái văn bản của mình đang dính QR code nên là nó đang báo QR code ở đây. Sorry các bạn, là lúc nãy mình quét cái QR code nên nó bị lỗi. Còn nếu các bạn quét những cái phông chữ thông thường như này thì cái khả năng sử dụng của nó thì cực kỳ tốt các bạn ạ. Bấm vào một phát thì nó sẽ cho chúng ta sao chép được văn bản. Nhưng có một điều rằng là nếu các bạn quét ở một cái khoảng cách hợp lý thì nó sẽ cho được một cái thông tin chính xác. Còn nếu các bạn quét ở một cái khoảng cách hơi xa, chi tiết không tốt thì với những dấu chấm hỏi, dấu chấm than hoặc là những cái dấu chấm câu ở trong cái văn bản tiếng Việt của chúng ta thì nó hơi ngu. Thì đây cũng là một cái ưu điểm cũng như là một cái nhược điểm của cái phần camera quét scan văn bản này. Nhưng mà mình tin rằng là tương lai khi Apple đã tối hóa tốt hơn cho những cái ngôn ngữ thì chắc chắn cái điều này sẽ được khắc phục. Rồi, và với cái tính năng scan văn bản này thì nó không đơn giản chỉ nằm ở camera mà chúng ta sẽ làm được ở nhiều điều kiện khác. Ví dụ như các bạn muốn scan văn bản để đăng lên Facebook đúng không? Các bạn sẽ vào cái phần thanh thông báo trạng thái, cái phần đăng status của chúng ta này. Rồi các bạn chọn vào đây, các bạn ấn giữ 1 giây thì nó sẽ ra một cái mục là quét văn bản. Thì các bạn chỉ việc cho mình cho cái văn bản đi vào. Đó. Thì ngay lập tức đó, các bạn thấy không? Nó sẽ quét văn bản và dán luôn vào cái phần status của chúng ta. Ui, bây giờ mà kiểu muốn copy một cái gì đó hoặc là muốn đăng một cái gì đó thì cực kỳ đơn giản. Nhưng các bạn có thể thấy rằng là nếu như mà mình để quá xa thì cái nhận diện tiếng Việt của nó sẽ gặp vấn đề đấy. Ok, và hơn nữa nếu chúng ta muốn ghi chú những cái phần ghi chú bên trong này thì chúng ta cũng có thể tiến hành sử dụng cái phần là scan văn bản bằng cách là nhấn vào một lần vào cái phần chấm rồi bật cái phần quét văn bản lên là ok. Tính năng này cực kỳ hay. Rồi, thêm một cái tính năng nữa mà mình thấy rằng là cũng cực kỳ là thú vị và cực kỳ hay và mình tin chắc rằng là những nhà sản xuất điện thoại Android chắc chắn sẽ thực hiện và copy cái tính năng này, đó là chính tính năng drag and drop. Nói chung là tính năng copy và thả đi một chỗ khác thôi các bạn. Thì mình có thể là vào trang web này, hiện tại là trang web Pharma City đúng không? Mình muốn copy một cái đoạn văn bản nào đó, ví dụ như ở đây là áo mưa hay là vân vân chẳng hạn, mình sẽ copy nó này. Mình sẽ bôi đen cái phần văn bản này đi. Sau đó nhá, các bạn ấn giữ vào phần văn bản này. Đó, các bạn thấy không? Các bạn chúng ta có thể di chuyển ra một cái ứng dụng khác, ví dụ như là ghi chú, chúng ta dán vào đây. Ngay lập tức cái phần văn bản đã được copy, nó sẽ dán chỉnh tề vào cái phần note của chúng ta. Nhưng không đơn giản chỉ là như vậy nha các bạn. Nếu các bạn muốn copy cái đoạn văn bản này, đó copy xong rồi nhá, mình để nó sang một bên này. Rồi tiếp tục, mình muốn copy thêm một cái thông tin sản phẩm khác chẳng hạn. Đợi mình xíu nào. Đây, mình muốn copy thêm một đoạn này nữa. Thì nó sẽ cho phép chúng ta copy luôn hai đoạn bằng cách là chọn cái đoạn đã chọn xong thì ấn một lần vào. Thì đó các bạn thấy không? Chúng ta sẽ có hai đoạn văn bản khác nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ rời đến cái ứng dụng chúng ta cần nốt. Rồi chúng ta thả nó xuống. Ngay lập tức hai đoạn văn bản của nó sẽ copy đúng thứ tự chúng ta. Phải nói là cực kỳ hay. Thêm một cái nữa là cái tính năng này nó không chỉ dừng lại ở văn bản. Mà nếu các bạn muốn copy hình ảnh thì các bạn chỉ việc chọn vào. Sau đó các bạn sẽ nhắn tin cho ai đó chẳng hạn. Thì các bạn sẽ vào cái phần tin nhắn này. Rồi các bạn dán nó vô. Là như vậy, chúng ta đã copy xong cái tấm ảnh mà gửi vào tin nhắn rồi. Hoặc là Messenger, hoặc là Facebook này nọ thì nó cũng sẽ dùng tương tự. Và thêm một cái nữa này các bạn, cái tính năng này mình phải nói rằng là siêu hay luôn. Đó là cái tính năng chúng ta có thể là copy được nhiều hình hoặc là tải nhiều hình cùng lúc. Đấy, cái này mới hay này các bạn. Đây, mình sẽ tìm một cái tựa đề là iPhone đi. Rồi, sau đó mình sẽ vào cái phần hình ảnh.
Các bạn thấy không? Ở đây có rất là nhiều hình. Vậy thì làm sao để mình có thể tải cái tấm hình này về? Bình thường thì chúng ta sẽ tải lần lượt, ấn xong rồi nhấn tải về đúng không? Nhưng với cái này các bạn chỉ việc ấn giữ, chọn, kéo xuống, chúng ta có thể lật tải tất cả những thứ hình ảnh chúng ta muốn, cực kỳ là nhiều. Đó. Các bạn chỉ việc lựa chọn và chúng ta tải thôi. Sau đó các bạn sẽ vào cái mục album ảnh. Đây, mình sẽ vào mục album ảnh, sau đó chúng ta dán vào đây. Thì ngay lập tức những cái hình ảnh chúng ta đã chọn nó sẽ tự động tải về album ảnh của chúng ta. Wow, phải nói rằng là siêu hay luôn. Rồi, sẵn tiện nói về cái phần Safari này thì các bạn thấy rằng là Safari cũng đã được thay đổi giao diện. Thông thường ấy là cái phần thanh tìm kiếm của chúng ta nó sẽ nằm trên đúng không? Thế nên là khi mà chúng ta sử dụng một số iPhone như là 8 Plus rồi iPhone XS Max, iPhone 12 Pro Max vân vân, chúng ta với lên bằng một tay để chọn văn bản nó hơi chơi vơi và đôi lúc có thể làm rơi điện thoại. Nhưng mà với cái thanh tìm kiếm, thanh địa chỉ trang web nó nằm ở ngay bên dưới, các bạn chỉ việc chọn vào nhập văn bản tìm kiếm. Quá hay. Đây là một trong những cái mà mình thấy rằng là nó tối hóa cho cái phần màn hình lớn rất tốt. Đương nhiên là iOS thì cũng sẽ có tính năng, đó chính là chúng ta có thể là kéo xuống, nhưng mà cái này thì không tiện lắm. Đó. Safari cũng là một cái điểm nâng cấp cực kỳ tốt. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ nói đến cái gì quên mất rồi. À đúng rồi, là cái phần giao diện chính. Cái giao diện chính năm nay nó cũng sẽ cho chúng ta thay đổi những cái bảng ứng dụng khác nhau. Các bạn chỉ việc ấn giữ vào phần màn hình chính này, sau đó các bạn sẽ ấn vào cái trang ứng dụng ở đây. Các bạn có thể đổi nó trước, đổi nó sau, vân vân. Như này thì cực kỳ là tiện lợi luôn. Các bạn muốn sắp xếp một cái trang ứng dụng nó lên phía trước, trang lên phía sau, cực kỳ là dễ dàng. Đó cũng là một trong những tính năng mà mình thấy là rất là hay. Rồi, tiếp theo nữa mình sẽ nói đến cái tính năng, đó chính là thông tin bức ảnh chụp. Ở đây các bạn chỉ việc vào album ảnh nhé. Các bạn kéo lên, ở ngay bên dưới nó sẽ cho chúng ta biết được thiết bị nào chụp. Đó, rồi camera nào chụp, rồi là cái ống kính, ISO, tiêu cự bao nhiêu, f bao nhiêu, rồi tốc của nó là bao nhiêu và vị trí chụp, cũng như là chúng ta có thể là điều chỉnh thời gian chụp hình ở đây. Đó, các bạn muốn thay đổi lại ngày giờ chụp hình, địa điểm chụp hình, rất hay. Nói chung là cái điều này thì Apple làm sâu nhưng mà cảm giác là nó tốt hơn là so với những nhà sản xuất Android. Thêm một cái nữa này là iPhone lần này thì nó đã làm tốt hơn ở cái việc là càng ngày càng bảo mật. Như cái phiên bản update trước, các bạn thấy rằng là nó sẽ có những cái dấu chấm xanh đỏ vân vân ở ngay bên góc phải thanh thông báo trạng thái để thông báo cho chúng ta biết được là có một cái ứng dụng nào đó đang sử dụng tính năng ghi âm và cẩn thận rằng là có thằng nó sẽ theo dõi. Đấy, các bạn thấy không? Đó, nhưng với lần này thì các bạn thấy rằng là bên góc trái nó lại có thêm một cái mũi tên, ở đây chính là cái mũi tên định vị. Đó, nên là bây giờ có bất cứ một cái ứng dụng nào mà đã định vị lén chúng ta thì các bạn thấy rằng là nó, cái mũi tên này nó sẽ hiển thị màu xanh để cho chúng ta biết được à, cái thằng này nó đang truy cập vị trí GPS này, à, cái thằng này nó đang sao nhỉ, theo dõi vị trí của chúng ta này, để biết được và đề phòng. Đó, một trong những tính năng bảo mật mà mình thấy rằng là cũng cực kỳ là hay ho. Ok, gì nữa nào? Hình như là đó là tất cả những gì mà mình đã tìm hiểu được trong suốt tầm là từ đêm qua cho đến bây giờ khi mà mình trải nghiệm cái phiên bản iOS 15. Rồi, và đó là 8 cái tính năng mà mình thấy rằng là cực kỳ hay trên những dòng điện thoại iPhone. Ngoài ra thì còn nhiều cái tính năng nữa nhưng mà mình thấy chưa thiết thực lắm. Ví dụ như là cái tính năng tắt nguồn, chúng ta có thể là định vị được iPhone nhưng mà mình đã test rồi thì nó chưa định vị được. Mặc dù là xung quanh có rất là nhiều thiết bị iPhone khác nhưng mà nó không định vị được và nó bị mất kết nối, nên là cái tính năng này thì nó cũng hơi bị xa vời một xíu. Chắc là mình cũng sẽ đợi những cái phiên bản update tiếp theo để có thể trải nghiệm thêm. Ok, các bạn nghĩ sao về 8 tính năng này và các bạn đã lên iOS 15 hay chưa? Đối với cá nhân mình thì mình thấy là các bạn nên lên đi vì nó có quá nhiều thứ để vọc các bạn ạ. Rồi, nếu cảm thấy hay thì đừng quên để làm một like và subscribe. Nếu quan tâm về những dòng sản phẩm điện thoại iPhone mới, iPad mới, tham khảo ngay tại cửa hàng Cephonet thông qua đường link bên dưới nhé. Bye bye!